chợ có vai trò quan trọng về mặt kinh tế xã hội là nơi lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân tính tới cuối năm 2023 cả nước có 8.318 chợ trong đó khoảng 83% là chợ hạng ba cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhiều hạn chế chợ nông thôn chiếm khoảng 73% để đáp ứng yêu cầu phát triển chợ trong tình hình hiện nay trên cơ sở các khó khăn bất cập về cơ sở pháp lý và thực tiễn liên quan đến đầu tư chợ của các địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60-2024 NDCP về phát triển và quản lý chợ. Theo Bộ Công Thương, Nghị định này có một số điểm mới như cho phép địa phương chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến nội quy chợ, quản lý điểm kinh doanh tại chợ, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ về đầu tư để triển khai luật quản lý sử dụng tài sản công. Nghị định này còn bổ sung quy định về chợ đêm, chợ có giá trị di tích lịch sử, chợ cộng đồng, vân vân. Với sự phân công rõ ràng trách nhiệm của các bộ ngành địa phương trong công tác phát triển chợ, nghị định được triển khai sẽ tạo sự chủ động cho các địa phương trong đầu tư phát triển chợ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn mà các địa phương đang gặp phải, qua đó các địa phương có khả năng tận dụng mọi nguồn lực để phát triển mạng lưới chợ theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương và cả nước.